có bao giờ ngày âm lịch lại trùng và đúng vào một ngày dương lịch như trong quá khứ? Cậu trả lời là có nha. Ví dụ như mùng 1 Tết năm nay lại rơi vào ngày 22 tháng 1 dương lịch thì cũng có một ngày 22 tháng 1 của năm nào đó, mùng 1 Tết cũng trùng đúng như vậy. Chính xác thì đây là một bài toán số học và mất 19 năm để chu kỳ trên lặp lại, khi ngày âm và ngày dương cùng lại gặp nhau một lần nữa. Và có bao giờ mùng 1 Tết ta lại trùng đúng vào mùng 1 Tết dương lịch? Rất tiếc là câu trả lời là không bao giờ nha. Vì vũ trụ không cho phép. Do lịch dương thì tính theo một vòng trái đất xoay quanh mặt trời, còn lịch âm thì tính theo số lần mặt trăng hoàn tất vòng quay kết hợp với thời tiết trên trái đất. Hai sự kiện này không bao giờ trùng lắp nhau trong vũ trụ. Không thể có chuyện quỹ đạo mặt trăng, trái đất, mặt trời lại tỷ lệ chẵn với nhau được. Nên thành ra cũng sẽ không bao giờ mà hai ngày Tết âm, dương trùng lắp nhau. Nhưng có một câu hỏi đặt ra là vì sao ngày xưa khi chưa có dương lịch, con người lại biết rằng năm đó còn thiếu để mà bổ sung tháng nhuận vào? Đó là vì bản chất đơn giản nhưng lại phức tạp của lịch âm. Đơn giản ở chỗ, nó dựa vào vị trí và hình dáng của mặt trăng trên bầu trời đêm để xác định ngày trong tháng và tháng thứ mấy trong năm. Bạn chỉ cần nhìn lên trời là biết ngay đầu tháng hay giữa tháng hay cuối tháng. Già trẻ lớn bé ai cũng xem được mà không cần giấy tờ ghi chép. Nhưng phức tạp ở chỗ hệ thống âm lịch còn dựa theo thời tiết trên trái đất và vị trí của mặt trời trên bầu trời để xác định một năm tròn chỉnh. Và khi người xưa biết được lịch âm còn thiếu gần 11 ngày mới đủ một năm thì họ dồn đó để cứ 3 năm lại đẩy vào một tháng nhuận nhằm giúp cho việc theo dõi thời gian chuẩn xác hơn. Đã biết vậy rồi thì tại sao đến bây giờ vẫn còn giữ bộ lịch âm với mục đích chỉ để nghỉ Tết? Sao không quy định dồn hai cái Tết làm một cho thuận tiện và tiết kiệm? Không biết các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc vì sao vẫn giữ bộ lịch này. Nhưng theo mình thì Việt Nam bắt nguồn là một nước nông nghiệp và hiện giờ vẫn vậy. Mà nông nghiệp thì mùa màng gắn liền với con trăng con nước, với khí hậu thời tiết, kể cả trồng cây vật nuôi tự nhiên cũng phụ thuộc vào điều này. Không tính tới mấy chuyện đốc thuốc chín ép nha bà con. Theo bộ lịch âm thì Tết Nguyên Đán là giai đoạn thời tiết đẹp nhất, kết thúc mùa đông và bắt đầu mùa xuân trăm hoa đua nở. Còn bộ lịch dương thì chả quan tâm, cứ hết năm là hết năm, không nhất thiết phải gắn liền mùa màng và thời tiết. Cần giải thích thì xem thêm nè. Ví dụ như ngày Đông Chí hàng năm là ngày 21 hoặc 22 tháng 12 dương lịch, khoảng thời gian đó cũng trùng với ngày Đông Chí trong bộ lịch âm. Và đối với lịch âm thì ngày này được lấy làm mốc là giữa mùa đông và còn chừng gần một tháng rưỡi nữa thì kết thúc và chuyển sang mùa xuân. Như vậy thì các mốc thời gian xuân hạ thu đông cũng sẽ gần khớp với lịch âm hơn là so với lịch dương. Hầu như các quốc gia khu vực Bắc Bán Cầu và thuộc châu Á đều sử dụng bộ lịch âm từ ngàn xưa. Có thể ngày lễ, ngày Tết khác nhau nhưng cơ bản vẫn là một bộ lịch âm, giống với những gì mà chúng ta thường thấy ngày nay trước khi chúng ta bị Tây hóa và phải sử dụng bộ lịch dương. Cái này không gọi là xính ngoại nha, mà là thống nhất vì quá trình toàn cầu hóa. Và bạn có biết hầu hết tất cả các tôn giáo đều lấy mốc thời gian và sử dụng bộ lịch âm làm chính, kể cả Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo. Sau này khi Công giáo Kitô phát triển và lấy mốc ngày Chúa Giêsu ra đời thì mới bắt đầu áp dụng bộ lịch dương. Tuy nhiên lễ phục sinh và các ngày lễ thay đổi theo năm cũng vẫn được xác định thông qua vị trí và hình thái mặt trăng, hay nói cách khác là vẫn thông qua bộ lịch âm. Như vậy thì theo các bạn, chúng ta có nên bỏ bộ lịch âm đi hay không?